Em xin chào tất cả các cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Phiên buổi trưa ngày hôm nay, ngày mùng 7 tháng 10 năm 2020. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác những cái mặt hàng mà nhà em hiện tại đang có. Rất là nhiều những mặt hàng nở hoa xuân, hoa Tết. Và các bác lưu ý là đơn giá tất cả em báo là chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển nhé. Đấy, phí ship sẽ do khách hàng trả trong quá trình nhận hàng. Còn tùy một số mặt hàng cụ thể bên em bao ship thì em sẽ nói rõ trong quá trình mà em lên video. Nên là mọi người lưu ý giúp em để tránh trường hợp các bác đến nơi các bác lại cứ nhầm tưởng là mình được bao ship ấy. Lúc đấy thì khó cho cả hai bên, mà lúc đấy thì mình làm căng quá thì nó cũng không hay, đúng không ạ? Và sau đây thì em xin điểm qua luôn. Trước khi đi qua những cái mặt hàng hoa lan này thì em sẽ giới thiệu các bác đến những chế bộ phun sương, phun tưới hoa lan tiện ích ạ. Lâu lắm nên em không giới thiệu, mà cái bộ này em thấy cực kỳ là cần thiết đối với mỗi bác khi chơi lan ạ. Dạ, đầu tiên đó chính là những cái bộ chế phẩm bộ phun tưới dành cho hoa lan. Cái bộ sản phẩm này thì thông thường em vẫn giới thiệu để những cái sản phẩm khi em mở thùng này đã lắp ráp đầy đủ tất cả linh kiện cho các bác rồi. Đó, về các bác chỉ việc cắm điện và vận hành thôi ạ. Nhà em có hai loại máy là loại máy đơn và loại máy kép. Máy đơn thì bán với giá là 430.000 đồng một bộ. Đấy, nguyên một bộ này là 430.000 và cước phí là 43.000 toàn quốc nhá. Tại bộ sản phẩm này nhà em báo giá là trực tiếp nên là không có bao ship. Giá ngoài thị trường toàn bán từ 550 đến 580.000 một bộ thì người ta bao ship cho các bác, thì cái đấy tính ra thì nó cũng chi phí nó khá là cao. Nhà em thì bán không bao ship, đó chính là 430 một bộ thôi, rất là rẻ. Còn có một bộ máy kép nữa. Máy kép thì cái motor đôi, đây cái bộ máy kép bên đây thì nó sẽ là 700.000. Máy kép sau này thì các bác có thể lắp dàn phun sương tự động rất là thoải mái. Và bộ tiêu chuẩn nhà em là 10 mét dây nhá. Bộ 15 mét dây là đây là cái loại mà nối thêm dây, thì các bác cứ cộng thêm cho em là 10.000 đồng một mét dây ạ. Đấy, em báo giá cụ thể trực tiếp trên đây rồi. Nhà em thì máy này hàng này về liên tục và xuất đi rất là nhiều ạ. Đây là cái lô trầm giống đỏ nhà em mới về hàng thân thủ này. Đến chiều tối em sẽ cập nhật báo giá chi tiết nhá. Ôi hàng phải đẹp, đẹp mê ly luôn. Sao trước lại trầm này thân thủ to đùng như thế này luôn ạ. Đẹp quá. Tối em sẽ quay chi tiết từng hình để báo giá cho các bác, hoặc các bác muốn chụp ảnh thì em sẽ lên đơn chụp ảnh cho các bác, tại vì bây giờ ấy lên video nó không chi tiết được luôn. Và mặt hàng đầu tiên em hướng đến các bác đó chính là những cái chậu sơn thủy tiên hàng thuần. Hàng này thì nhà em lại về lần nào thì đa phần cũng đều được các bác ủng hộ hết phần đó. Bởi vì sao? Những cái chậu này người ta thuần ít nhất từ 2 đến 3 năm và một bụi của nó thì rất là nhiều thân. Nếu mà so với tính hàng cân bây giờ ấy cũng từ 220 đến 250 một cân, thì một cái trụ hộ này của nó to bị vĩ đại như này. Và bán hàng thuần ra có 350.000 thì em nghĩ là nó rất là rẻ rồi. Đó, so với những cái công sức mà người ta bỏ ra đây ạ. Một bụi một lùm rất là sum xuê như vậy, 350 một chậu sơn thủy tiên. Và dòng này thì một thân hoa của nó thì cực kỳ là nhiều mắt hoa, mắt nụ nhá. Hàng đang sưng sưng ạ, một cái dòng hoa để cho các bác chơi hoa xuân, hoa Tết. Rất là đẹp. 350.000 đồng một chậu sơn thủy tiên hàng thuần. Và tiếp theo là những cái chậu hoàng phi hạc này. Đấy, những chậu hoàng phi hạc rất là nhiều thân này. 230.000 đồng một chậu hoàng phi hạc. Hàng này cũng thuần 2 đến 3 năm. Và đây là những cái chậu đen chậu lá biên phát tài. Đây là một dòng phi điệp, một dòng giả hạc, lá biên kẻ phát tài. Đó, thu hút tài lộc cho gia chủ, một thân nó rất là dài, ít nhất nó cũng phải rơi tầm khoảng cũng xem nào. Một gang này. 2 gang rưỡi đến 3 gang tay của em. Em bán 230 một chậu giả hạc lá biên. Lấy từ 3 chậu tính giá là thì bao ship nhá. Mua 3 chậu em bao ship đối với giả hạc Hawaii là biên. Và loại này thì rất là sai hoa, hoa thơm, nở hoa dịp xuân ạ. Còn bên đây là cái chậu, những cái chậu đen rô xuân. Đen rô xuân bình thường thì có 8 bán là 95.000. Tuy nhiên thì bây giờ số lượng em còn ít thôi. Mà cốc này cũng là cốc 3.5 đấy ạ. Đó. Dòng này thì hoa nở xuân rất là đẹp. Em bán là 80.000 nhá. Còn mấy chậu đen rô xuân em bán giảm giá là 80.000 đồng một chậu. Sang bên đây là dòng 5 cánh trắng họng hồng. Đấy, hồng này thì hoa của nó mắt xước, họng hồng rất là đẹp. Bình thường các bác mua sẽ là một chậu một thân. Ngày hôm nay thì nhà em về cái lô này là lô hàng ươm ki. Và chậu hai thân dài. Đấy, thân rất là dài, cũng ít nhất cũng phải 2 găng tay của em. Và các bác mua với giá chỉ có 280.000 một chậu hai thân. Tính ra 140 một thân ấy, rất là rẻ. Đây là dòng 5 cánh trắng họng hồng. Em có một loại nữa là loại một thân. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu đến các bác. Còn đây là những cái chậu 5 cánh trắng họng hồng, nhưng dòng này là dòng thân lớn, cây cao. Dòng này thì cây cao hơn rất nhiều và thân nó mập hơn. Đây là hàng thuần tại chậu, tại vườn nhà em ạ. Hàng cũng ươm ki nhá. Loại này thì 280.000 đồng một thân. Thực ra cái giá thành này thì so với thời điểm này thì nó cũng đã rẻ hơn rồi ạ. Giá thị trường bây giờ bán ra cũng thấp nhất cũng phải từ 350. Mà Tết những dòng này toàn 400.000 một thân thôi. Hàng bây giờ thắt ngọn hết rồi. 280.000 loại một thân. Có cả loại hai thân. Đấy, mọi người lấy loại nào cũng được.
Và tiếp theo là những cái bảng giả hàng Pháp. Những cái bảng giả hàng Pháp, hàng đã thuần tại chậu này, à, tại bảng này. Đấy, những cái bảng này cực kỳ là nhiều thân. Nói chung là những cái bảng là thân ngắn thì nó sẽ nhiều thân hơn, còn là thân là dài thì nó cũng ít nhất thì cũng phải 5 thân rồi. Và giả hàng Pháp này em bán theo bảng nhé, 200.000 đồng một bảng thôi. Đó, 200.000 đồng một bảng giả hàng Pháp, hàng đã thuần, hàng rất là đẹp. Bảng này, lô đợt này nhà em lấy giá nó thằng nó còn rẻ đấy ạ. Nhiều lô ấy, người ta bán theo thân ấy, Tết ít nhất cũng phải 100 đến 150 một thân thì giá thành thành ra nó rất là cao. Đấy, 200.000 một bảng sum xuê thân như này. Và đây ạ, một cái mặt hàng nữa nhà em lại cập bến, đó chính là dòng Dendro vàng kim cương. Cái mặt hàng này nhà em bán khá là thu hút khách hàng, bởi vì dòng thân thủ ạ. Đấy, thích ít nhất là những cái dòng này là dòng thân thủ rất là mập, rất là đẹp luôn. Đó, hàng cực kỳ là đẹp. Và hàng này thì tân là thân tơ. Dòng này nếu các bác chăm tốt thì thân của nó sẽ có thể dài hơn cả 1 mét cơ ạ. Rất là đẹp luôn. Và dòng Dendro vàng kim cương này thì mọi người cùng ngắm qua cái mặt hoa của nó nhé. Đây, cái mặt hoa của nó đây. Đó, đây ạ, mọi người cùng ngắm xem ạ. Cái mặt hoa của nó thì rất là xuất sắc rồi. Đây ạ, đó, hoa màu vàng tươi và có mắt đen và cánh của nó cũng hơi xoăn xoắn á. Dòng này thì giá trị nó cũng rất là cao và đặc biệt là ngoài thị trường thì không hề có luôn. Đấy, hàng này rất là hàng độc. Em bán theo thân nhá, 350 một chậu một thân. Nói chung là thân thủ mập đẹp. Cái này các bác mua để tặng quà, tặng biếu ấy, tặng rất là sang. Đấy, tặng sếp hoặc tặng bạn ấy. Cái này là dòng hoa nở xuân, nở Tết. Bây giờ nó cũng sắp thời điểm nó đang đứng ngọn rồi. Đó, 350.000 đồng một chậu một thân và rất là dài. Tiếp theo em có một số bảng chấp Mỹ hàng giống ạ. Chấp Mỹ hàng giống này thì em bán là 75.000 đồng một chậu một thân nhá. 75.000, mua 3 chậu thì tính giá là 70.000. Đây là hàng chấp Mỹ, hàng giống, hàng thành phẩm và giá trị nó khá là cao. Đây ạ, còn một cái mã kiếm này là kiếm Thái, kiếm đỏ Nghệ An. Đó, còn một chậu kiếm đỏ Nghệ An hàng gieo hạt này, mã số 1 này. Em bán 40.000 đồng một cốc. Nói chung là hàng kiếm này thì cây của nó cũng hơn 5 tuổi rồi ạ. Và hôm nay thì em có một số cái dòng phi điệp. Nói chung là cũng có rất là nhiều những cái mã khác nhau này. Hồng Mỹ Nhân này, năm cánh trắng Phú Thọ em có ghi tên rồi. Nhưng mà số lượng bây giờ mỗi loại nó còn một ít. Và thứ hai, tình trạng cây bây giờ nó cũng không được đẹp mã như cái ban đầu nhá. Ban đầu em bán là 33.000 một cây đúng không ạ? Hôm nay thì lô này em thanh lý nhá. Thanh lý. Một là cây nó nhỏ, hai là cây của nó cũng sẽ bị xấu lá này. Như kiểu như thế này, bị rụng lá. Em sẽ thanh lý với giá là 20.000 đồng một cây. Phi điệp thanh lý nhá. Nhiều các loại, đây là hàng gieo hạt. Tất cả các loại em đã gộp hết vào đây rồi và có ghi tên rồi. Thì mọi người muốn lấy cái loại nào thì các bác báo. Báo em, dòng 5 cánh trắng Phú Thọ rồi HO rồi những cái loại đấy. Thì em sẽ thanh lý cái lô này để em nhập cái lô hàng mới 20.000 đồng một chậu thôi ạ. Em có hai cái chậu, đây là Dendro úp mặt đen. Giá thông thường em vẫn bán là 350.000 đồng một chậu đấy ạ. Ngày hôm nay thì còn hai chậu này thôi. Hôm nay sẽ bán giảm giá để em nhập cái lô hàng mới nhé. Em sẽ bán giảm giá 50.000 một chậu, tức là giảm còn 300.000 một chậu thôi. Còn duy nhất 2 chậu ạ. Còn bên đây là những cái bụi Dendro úp mắt đen, nhưng mà hàng khủng, phải nói là hàng cực kỳ là khủng luôn. Rất là to, rất là bự. Hàng này lên mầm rất là nhiều đấy ạ. Một cái bụi của nó như này. Hàng này để cho các bác chơi hàng khủng, sưu tầm hàng khủng thì quá là tuyệt vời. Loại này em bán là 1.200.000 một bụi nhá. Thân rất là dài, mập, nó sẽ to hơn những cái bụi kia rất là nhiều. Đây em sẽ so sánh với các bác cái loại này. Đây, một chậu loại 300.000 và một chậu loại 1.2 triệu. Đó, nó có một sự khác biệt không hề nhẹ nhá. Hàng này, hàng khủng này thì em chỉ lấy nhà vườn có vài chậu để em sưu tầm thôi. Tại vì người ta cũng không xuất ấy. Người ta để đến thời điểm nó thắt ngọn, nó sưng nụ, người ta bán ra thì được giá tiền hơn. 1.2 triệu chậu to. Và loại nhỏ thì là 300.000, hôm nay em thanh lý loại nhỏ. Em có một chậu chớp Mỹ, hai thân dài. Thân của nó ít nhất cũng phải rơi tầm 60 cm, thân dài này hơn thì cũng phải 65 cm. Và hàng này, chậu này em bán là 700.000 nhá. Chấp Mỹ một thân bình thường em bán là 350, chậu này hai thân là 700.000. Giá thành phẩm này Tết năm ngoái một thân của nó không dưới 500.000 đâu. Năm nay thì em nhập đầu mùa nó rẻ hơn ấy. Còn một chậu này thôi ạ. Tiếp theo em có một vài cây cửu bảo tiên. Cửu bảo tiên 280.000 đồng một cây. Cây cũng khá là to, 280.000 đồng một cây cửu bảo tiên, hoa thơm. Và tiếp theo thì em còn một số những cây Korat Koki. Cái mặt hàng này các khách hỏi rất là nhiều. Vừa rồi thì em cháy hàng ạ. Hôm nay thì mỗi cái cây này thì nó sẽ hơi có lỗi một chút xíu. Tại vì nó vận chuyển, nó va chạm ấy. Thì em sẽ báo giá trên từng cây, giá tiền của từng cây nhá. Korat Koki ạ, cái mặt hoa của nó thì em sẽ tìm cái mặt hoa để em giới thiệu đến các bác. Hàng này là hàng độc. Bởi vì bình thường Korat Koki em về chỉ là cái cây loại nhỏ nhỏ xíu thôi. Ngày hôm nay cái cây này cây trưởng thành, cây to hơn. Và phải nói cái vòi hoa của nó thì nó siêu dài. Siêu dài luôn ạ.
Đây cái Korat Koki đây. Đây là mặt hoa của Korat Koki nhá. Đó, đẹp không ạ? Quá là mê ly luôn. Và so với cây nhỏ thì các bác không phải mất thời gian các bác chờ đợi để chơi hoa nữa ạ. Bình thường những cây nhỏ như em bình thường về ấy, không có nhà vườn người ta chỉ cung cấp cái cây nó chỉ nhỏ tầm thế này thôi. Ngày hôm nay một cái cây to như thế này ấy, là một cái dòng khá là hiếm ít có. Đấy ạ. Em gọi đây là cây số 1 nhá, một cây Korat Koki này, rất là đẹp luôn. Đó, cây này thì nó có một vấn đề là nó hơi bị gãy ngang ở chỗ đoạn này. Riêng dòng dáng hương này, vận chuyển về nó bị gãy đoạn chỗ này này, nó không ảnh hưởng gì nhá. Về các bác chỉ cắt đi thôi, bởi vì rễ nó còn lên ở phía trên này này. Cây này lá xếp rất là đẹp. Đó, chỉ bị như thế thôi. Cây này em bán là 230.000, cây rất là to bự nhá, 230.000. Đây nó bị đứt một tí ở đây này. Về các bác cắt đi, tại vì rễ nó sẽ mọc từ ở phía trên này. 230.000 cây số 1. Cây này đẹp không lỗi lá. Cây thứ hai, cây này cũng là một cây lá xếp rất là đẹp, hơi bị sứt một chút lá, cũng 230.000. To đẹp chưa ạ? 230.000. Đây là cây số 3. Cây này thì rất là to rồi, rất là to và dài, lá dài, cây lá xếp. Đấy, to như cái cây lúc vừa, to như cây cửu bảo tiên luôn. Đây cây Korat Koki mà to như cây cửu bảo tiên luôn. Cây này lá nó cũng hơi bị sứt một tí này. Cây này to này, 240.000. Đây cây số 3, cây này to em bán 240. Đây là cây số 4 ạ. Cây này khế của nó này uốn cong queo như thế này. Cây này là cây to nhá. Này, so với cây 2 cây này thì cây này rất là to. To trội hẳn luôn ấy, cao hơn hẳn. Nhưng mà lá này nó vận chuyển nó bị gập một chút này. Đó. Nó xấu mã lá một tí nhưng mà không ảnh hưởng gì. Cây này thế của nó lại thế uốn cong. Cây này em bán là 240.000, cũng 240. Cây số 4 240. Cây thứ 5. Một cây lá xếp rất là đẹp. Lá nó vận chuyển nó bị dập này. Đấy, dập hai cái lá này. 200.000. Cây số 5 200.000. Đây, cây số 4 cây số 5 các bác nhìn cái chiều dài cây đã khác nhau này. Và đây cuối cùng là cây số 6. Cây số 6. Cây này lá nó hơi bị sứt ở trên và nó bị cắt một cái lá này. Cây này cũng 200.000. Đấy, còn 6 cây Korat Koki mặt hoa thì siêu đẹp. Dạ, tiếp theo là dòng Dendro ạ. Dendro thì nhà em xin thông báo là tổng hợp 31 loại Dendro nhà em thì có một số mã hiện tại đã khuyết hàng, tức là vừa mới cháy hàng đấy ạ. Còn đâu là những cái mặt hàng này hiện tại những cây còn lại cũng rất là đẹp. Em chỉ còn một số loại như sau. Và Dendro nắng nhà em nói qua là những cái dòng này là những cái dòng mà hoa nở quanh năm, hoa rất là bền, chơi hoa đến 2-3 tháng và thuộc cái dòng dễ chăm dễ trồng. Để tốt hơn thì các bác về phun thêm cái dòng chống thối nhũn ạ. Khi mới về ấy, mình phun thêm chống thối nhũn cho cây để cho cây nó đỡ bị sốc ở ngoài thị trường. Cái môi trường ấy, ngoài môi trường ấy ạ. Tại vì cái hàng này cũng là cái hàng người ta thuần rồi. Ít nhất thì nó cũng đã rất là thích nghi với cái môi trường rồi. Và hàng nhà em là hàng Dendro nắng, hàng thuần tại chậu rồi nhá, khi cây còn nhỏ ạ. Chứ nếu mà các bác so sánh với những cái hàng cây giống nhỏ ạ thì không thể so sánh được. Thứ nhất là cái hàng đấy thì không phải là đa phần là Dendro nắng đâu, vì đa phần nó sẽ là dòng Dendro màu nhiều hơn. Đó. Còn đây là Dendro nắng phân chuẩn màu chuẩn mặt hoa cho các bác luôn. Hàng này thì các bác nhà em mua hàng nhà khách từ trước giờ những cái Dendro nắng thì rất là tin tưởng ủng hộ rồi, nhận cây thì rất là đẹp. Toàn nói chung là đa phần là đều rất là ưng ý. Trong trường hợp mà đến nơi cây nó bị làm sao thì mọi người cứ phản hồi lại bên em. Bên em sẽ có cái hướng xử lý cho mình ạ. Đấy ạ, em bán đồng giá nhé. Và cũng có một số loại thì giá tiền em nhập nó cao hơn một chút thì em báo giá trên từng chậu. Mua từ 5 cây sẽ giảm cho 5.000 một cây. Mua từ 10 cây giảm 10.000 một cây. Tức là mua 10 sẽ giảm hẳn 100.000 đấy ạ. Đây là cái này coi như là em hỗ trợ cho bác tiền cước phí. Còn khi mà đã giảm rồi là không có hề có bao cước nhé. Dendro nắng em không bao cước bởi vì em chỉ tính trên cái đơn giá giảm khi các bác đặt số lượng cây thôi ạ. Đấy, mọi người lưu ý cho em. Trước mặt các bác đó chính là cây rồng đỏ này. Đấy, cây này này, hàng lần này mới về cái rồng đỏ này, hoa rất là đẹp, cánh xoắn cực kỳ là đẹp luôn. Rồng đỏ này thì em bán với giá là 100.000 đồng một cây nhá, 100.000 đồng một chậu. Đấy, rồng đỏ hoa siêu đẹp luôn ạ. Và đây là mặt hoa của rồng đỏ cánh xoắn này, các bác nhìn này. Đấy, bông hoa của nó cực kỳ là đẹp luôn. 100.000 rất là xứng đáng ạ, hoa bền đến 2 tháng. Và cuối tuần này tầm thứ bảy chủ nhật sẽ về lô Dendro nắng nhá, bổ sung thêm những cái dòng Dendro khuyết vừa rồi như cây bà liễu xưa này, những cái mặt hàng hot nữa. Tiếp theo là cây Tommy. Ui, Tommy còn duy nhất một bụi thôi, còn duy nhất một bụi Tommy rất là đẹp. Tommy 80.000 đồng một chậu. Tommy hay là đỏ thái, nó cùng một cái tên gọi của nó ạ. Và hoa của nó màu đỏ. Đây hoa của Tommy đây, đó, 80.000. Tiếp theo đó chính là Yellow White Leaf ạ.
Dòng này thì thân của nó rất là mập. Hoa của nó lại là dòng sai hoa, hoa màu vàng tươi. Yellow white lip, hoa tươi rất là đẹp nhá. 80.000 đồng một chậu thôi ạ. Đó, 80.000. Đây, thân của nó rất là mập ú như thế này. Đấy, thân rất là ú mập nhá. Đây là yellow white lip. 80.000. Tiếp theo bên đây, à đây, em còn một cây Tommy nữa, có hai cây Tommy. Tiếp theo bên đây là chính là cây bò tím lá mít này. Đó, 80.000 một chậu. Đấy, bò tím, hoa cánh xoắn và rất là đẹp. Cái lá gốc của nó hơi xấu một chút nhưng không ảnh hưởng gì, chủ yếu là cái cây của mẹ của nó khỏe, nó đẹp thôi. Và mặt hoa của bò tím đây. Đó, màu tím cánh xoắn ạ. Sang bên đây đó chính là thỏ xưa. Thỏ xưa, một cái dòng hoa phải nói là rất là đẹp, cánh của nó cũng rất là bay. Thỏ xưa em bán với giá là 80.000 đồng một chậu. Đây là mặt hoa của thỏ xưa, 80.000. Và đây ạ, cây thỏ xưa đây, tơ rất là đẹp nhé. Đấy, một bụi của nó này. Đấy, mặt hoa của nó khi nở này. Cái này thì nó bị chột mất hoa rồi. Để đợi hoa mới, 80.000 đồng một bụi thỏ xưa. Sang bên đây là ba lưỡi hồng. Ba lưỡi hồng, ba lưỡi vàng. Dòng này thì phải nói là hoa rất là siêng. Và hoa rất là đẹp luôn. Đó, chạy bay luôn, chỉ còn vài cây thôi. Dòng này thì cây của nó ấy. Đấy, một bụi của nó cũng khá là nhiều thân. Rất là đẹp. 80.000 đồng một chậu ba lưỡi hồng. Tiếp theo một cái dòng nắng mà hoa của nó màu trắng tinh, màu trắng không tì vết, đó chính là dòng CC White. Đây ạ, bông hoa CC White này, cánh của nó rất là bay và đẹp. Đó, CC White đấy ạ. Đây, mời mọi người cùng xem qua cái mặt hoa nữa ạ. Đó, CC White. 80.000 đồng một chậu nhá. Và dòng CC White này thì các bác biết này. CC White đấy ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? 80.000 một chậu, thân tơ. Có một số cây còn đang có ngồng nụ cơ. CC White. Sang bên đây một dòng nữa, đó chính là King Ba. Thực sự cây King Ba của nó cây rất là đẹp. Và mặt hoa của nó cũng không thể kém cạnh gì những dòng khác. Và một bụi của nó cũng nhiều thân nhá. King Ba cũng 80.000. Đây một chậu này, 80.000 đồng một chậu này. Thực sự là nó rất là đáng túi tiền các bác bỏ ra ấy ạ. Về các bác cho sang chậu thì nó tuyệt vời hơn nhiều. Đấy, đây là King Ba. Tiếp theo nữa đó chính là Rabbit Berry. Dòng Rabbit Berry này số lượng này mỗi lần cũng không có nhiều. Và mặt hoa của nó đây ạ, những tai con thỏ này. Rabbit Berry 80.000 đồng một bụi. Đấy, số lượng em còn ít thôi, 80.000. Singaron. Một bụi của Singaron thì rất là lùm xùm và rất là nhiều thân. Đó, rất là nhiều thân luôn. Cái dòng Singaron này, hoa của nó thì đẹp. Singaron nhá, 80.000 đồng một chậu. Và mặt hoa của Singaron này, hoa cánh xoắn này, đẹp chưa ạ? 80.000 một bụi. Sang bên đây đó chính là thỏ hồng ạ. Những cái cây thỏ hồng. Thỏ hồng ạ, 80.000. Đây là mặt hoa của thỏ hồng đấy, hoa nó phớt phớt hồng. Đấy, tai con thỏ và phớt phớt hồng này, 80.000 đồng một chậu thỏ hồng. Tiếp theo nữa là Pen Soda. Pen Soda phải nói là một cái dòng nắng mà lần nào em về cũng phải số lượng nhiều hơn tất cả những dòng khác. Bởi vì đây là một dòng Pen Soda xưa. Một dòng mà nếu mà các bác đã chơi Dendro năm thì các bác không thể bỏ qua được, đó chính là Pen Soda này, bà liễu xưa này. Đấy, những cái loại đấy là cái loại hot. Bà liễu xưa thì đến chủ nhật mới về cơ. Các bác có thể lên đơn, em đặt hàng trước, em sẽ lên đơn trước cho bác. Đấy, một chậu Pen Soda, cây này cũng gọi là cây cứng cáp và đã đứng ngọn rồi nhá. Đây, cái ngọn còn nó đứng này, chuẩn bị là cho hoa này các bác này. Pen Soda này thì em bán là 130.000 đồng một chậu. Riêng dòng Pen Soda thì nhập vào bao giờ giá thành nó sẽ cao hơn những loại khác, kể cả cây của nó dù nó không cao hơn, không cao bằng, nhưng mà giá thành nhập bao giờ nó cũng đã cao hơn rồi. Đó, và mặt hoa của Pen Soda này, hoa của nó hoa thơm. Dòng này thuộc top dòng hoa thơm và hoa màu vàng rất là đẹp. Đấy, đây là Pen Soda. 130.000 đồng một chậu Pen Soda nhá. Đấy. Cây của nó cũng vừa vừa thôi. Đấy, so với những cái dòng khác thì nó có thể nó thấp hơn nhiều. Nhưng mà dòng này thì hoa rất là đẹp và thơm. Bên đây là nắng 4N. Nắng 4N. Bụi nắng 4N của nó thì một bụi của nó rất là nhiều thân và cây của nó cây tơ. Và dòng này hoa của nó rất là tươi tắn và đẹp ạ. 80.000 đồng một bụi nắng 4N. Đây mọi người lấy cái nắng 4N thì không chê được một chút nào luôn. Một bụi lùm xùm mà nhiều thân như vậy này. Đó, và hoa này rất là tươi nhá. Tiếp theo em giới thiệu đến các bác đó chính một dòng hoa thơm nữa, đó chính là Bun Leng. Bun Leng là một dòng hoa thơm. Đấy, cây tơ này, tơ đẹp chưa ạ? Bun Leng, hoa của nó rất là thơm và hoa của nó cánh bầu cơ. Dòng này là hoa cánh bầu và lưỡi màu trắng, à lưỡi màu tím, cánh trắng lưỡi tím.
Đó, 80.000 đồng một chậu thôi ạ. Đây là bun leng. Tiếp theo là nắng si sa. Dòng này thì thân của nó lùn lùn hơn cây bun leng, nhưng mà hoa của nó thì lại là cái dòng hoa hoa đẹp. Nói chung là hoa của nó rất là đẹp. Đây là nắng si sa, đây là dòng dòng mới nhá. Dòng nắng si sa này là một cái dòng mới mà anh em mới về. Để em tìm mọi người cái mặt hoa của nắng si sa. Và đây là cái cánh của nó khá là tròn đẹp và cái lưỡi của nó màu tím đậm này. Đây là dòng nắng si sa này. Đó, 80.000 đồng một chậu ạ. Tiếp theo là thỏ vàng ạ. Em có một chậu 3 thân. Đấy, thỏ vàng 80.000 đồng một chậu. Đây là dòng thỏ vàng. Mặt hoa của thỏ vàng ạ. Đây, bông hoa của thỏ vàng đây. Mời mọi người cùng xem luôn. Đâu nhỉ? Nói chung là hoa màu vàng. Đó, em không tìm ra hình ảnh rồi. Đây là cái cây dendro hoa hồng này. Cây này cũng thuộc cái cây nhỏ nhỏ thấp thấp nhá. Dendro hoa hồng. Mặt hoa của nó sẽ có hai cái mặt hoa, có thể như thế này hoặc có thể như thế này. Đấy, dendro hoa hồng 80.000 đồng một chậu. Chớp enobi ạ. Những cái cây hoa chớp này, hoa phải nói là rất là đẹp. Ui, đẹp mê luôn. Riêng dòng chớp này, riêng cái tốc độ phát triển nó sẽ chậm hơn những dòng khác, nên thành ra là bụi của nó cũng không có nhiều thân. Và dòng này nó cũng khá là đắt nha các anh nhá. Dòng này nó cũng không phải rẻ đâu. Đấy, nhập một cái chậu này ngoài thị trường còn bán ra 130 đến 150 một thân một chậu cơ. Đấy, cây của nó như thế này thôi nhưng mà cũng rất là hút hàng. Đấy, hút hàng luôn. Đó, hoa đây, mọi người ngắm qua cái mặt hoa chớp này. Nó cũng như kiểu cái dòng da da ấy, nhưng mà dòng chớp thì bao giờ nó như kiểu dòng đột biến của dòng da da. Và hoa này thì các bác mà ghép lên một cái trụ hoặc là ghép vào chậu lớn ấy, nó sẽ đẹp cực kỳ. 90.000, loại này thì 90.000 một chậu, em bán 90.000. So với giá ngoài thị trường thì quá là rẻ rồi. Đấy, một chậu chỉ tầm thế này thôi nhá, không có nhiều tép đâu. Đã là hàng sưu tầm thì các bác phải biết là giá trị nó cao và không có nhiều. Còn bên đây là những chậu da da nhá, đây là da da. Riêng dòng da da thuộc cái top mà rất là siêng hoa. Đấy, một bụi của nó cũng nhiều thân này, 70.000 đồng một bụi. Đó. Đấy, cây da da đây, hoa đây. So với mặt chớp thì bụi nó nhiều hơn nên lại rẻ tiền hơn đấy. Có một sự khác nhau đúng không ạ? 70.000 đồng một chậu da da thôi. Và thân của da da thì hoa của nó, một thân của nó phải ra rất là nhiều ngồng hoa luôn ạ. Đang có nụ, 70.000 thôi ạ. Phía dưới đây là một dòng nắng. Đó chính là ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ. Đấy, dòng này thì hoa của nó là dòng hoa đột biến, mặt hoa ba cánh vàng xen lẫn ba cánh đỏ rất là hoài hòa và rất là tươi tắn. Đó. 100.000 đồng một chậu nhá. Cây nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Dưới đây đó chính là kinh công. Kinh công hay thuộc về dòng dendro lycat ạ. Dòng này thì bông hoa của nó rất là to. Dòng kinh công này, hoa to và rất là đẹp. Em bán với giá là 80.000. Đấy, mặt hoa này. Cánh của nó này đan xen giữa màu hồng đậm, màu hồng nhạt rất là đẹp. 80.000 đồng một chậu kinh công. Một số cây còn đang có nụ ạ. Cây cũng lùn lùn, vừa vừa. Phía bên đây có một vài cây hoán long. Hoán long nhé. Hoán long hay là quán long đều là dòng hoa màu đỏ và cánh xoắn. Hoa đỏ cánh xoắn. Và dòng này thì em bán là 80.000 đồng một chậu. Đấy, rất là đẹp. Nhưng mà cây của nó bụi, nó chỉ nó ít thân thôi. Nó nhỏ nhỏ thôi ạ. Và cuối cùng là vàng lưỡi đỏ. Cái dòng vàng lưỡi đỏ thì thân nó mập ú ụ luôn đấy ạ. Rất là mập. Thân rất là mập luôn thế này. Đấy. Thân mập và cây tơ đẹp. Vàng lưỡi đỏ này, hoa rất là đẹp. Loại này em bán với giá là 80.000 đồng một chậu. Đây, mặt hoa của vàng lưỡi đỏ đây, 80.000 đồng một chậu. Em còn duy nhất một chậu bà liễu xưa hàng cây to. Chậu này thì rất là nhiều thân. Nói chung là bình thường em vẫn bán 220 một chậu ạ. Chậu này chỉ có một lỗi nào, đó chính là nó vận chuyển này. Cái thân này nó bị chạm vào cái thành ấy. Thành ra nó bị chạm một chút. Nó không hề gãy nhá, nó vẫn bình thường. Chậu này em bán là 180.000 nhá. Một thân này, 2, 3, 4 này. Và đây là thân thứ 5. 180.000 chậu bà liễu xưa. Còn duy nhất một chậu này thôi ạ. Em có một chậu kiếm thái to khủng, to bự luôn. Chậu này em bán là 800.000. Bản lá to và đẻ rất là nhiều, rất là khỏe. 800.000 bụi kiếm khủng này. À, em quên mất là còn cả thỏ đỏ đó. Cái thỏ đỏ còn vài cây thôi, vài chậu thôi. Thỏ đỏ em bán là 80.000 đồng một chậu. Quên mất cái mặt hàng này. Hoa này cũng đẹp. Dòng này quên mất đấy. Đây, thỏ đỏ đấy ạ. Bông hoa thỏ đỏ này, 80.000. Em có một số chậu trầm hồng long hàng thân mập thủ và nhiều thân rất là nù này. Chậu này em gọi là chậu số 4 này, 220. Ở đây. Chậu này gọi là chậu số 2. Chậu số 2, 150.000. Đây, một thân này. Mập đẹp.
Chậu này cũng chậu số 1, 150.000 thân này, thân nù luôn. Trầm hồng long. Chậu số 3, 160.000 thân dài và có một kia nhỏ đang xuống lá này, đang xuống lá rồi. Và cuối cùng là chậu số 4, 220.000, hai thân nù rất là đẹp. Đấy, hàng này thì có thể là em sẽ bỏ cái chậu ấy ra, hoặc là khi gửi đi em sẽ bỏ ra cho mọi người nhé. Tại vì cái này em định hôm vừa rồi ấy, em định nhổ ra em trồng lại đấy. 220. Đến hàng kilogram thì em có thứ nhất là hải yến lá xếp này, 150.000 đồng một cân, hoa màu tím rất là đẹp. Hải yến lá xếp. Tiếp theo là đùi gà thân tơ. Chỗ này em chắc chỉ còn tầm khoảng nửa cân thôi. Bình thường 230 một cân, hôm nay em bán 200.000 đồng một cân nhé. Đây là đùi gà thân tơ 200.000 đồng một cân. Còn tầm khoảng gần một cân. Long tu đá hoa tím. Lâu lắm rồi mới về một lô long tu đá hoa tím. Và đây là hàng chuẩn hoa tím nhé. Vòi hoa của nó thì rất là sai và cực kỳ là đẹp. Hoa của nó cánh sáp và dài đều đẹp như thế này. Đây là long tu đá hoa tím ạ. Thân mập đẹp. Hàng đã xuống lá hết rồi nên các bác yên tâm. Kể cả các bác ở miền Nam thì hoàn toàn yên tâm là gửi xa về cái mặt hàng này. Loại này em bán là 220.000 đồng một cân long tu đá hoa tím. Sơn thủy tiên có một dề rất là to và một số cái khóm nhỏ này. 200.000 đồng một cân sơn thủy tiên. Ý thảo ba màu ạ. Ý thảo ba màu thời điểm này thì đã xuống lá rồi và chỉ chờ đợi đến một cái mùa hoa thôi ạ. Ý thảo ba màu, hàng rất là đẹp. Hàng thân dài, đẹp. Và hàng này thì các bác lưu ý là thân tơ thì nó, một dòng thì nó chỉ có thân tơ 1 đến 2 khóm thôi. Còn đa phần thân dài là nuôi dưỡng những cái thân tơ tiếp theo. Ý thảo ba màu này em bán với giá là 220.000 đồng một cân. Ý thảo ba màu. Hoa phải nói cực kỳ là đẹp. Đây tình trạng những cái thân tơ này. Đó, hàng khô ráo sạch sẽ gửi đi cho mọi người. Em có một cái lô tam bảo sắc hàng thanh lý này. Hàng này em bán là 100.000 đồng một cân nhé. Hàng mất nước với cả lá là hơi xấu. Cây một là cây nhỏ, hai cây to thì nó hơi lỗi ngọn một chút. Giá bình thường 180, nay em bán 100.000. Dáng hương bạch nhạn, cây vừa nhưng được cái cũng khá là tươi, 150.000 đồng một cân. Bạch nhạn thì hoa của nó đẹp, hoa của nó màu trắng tinh. Đây mặt hoa của dòng dáng hương bạch nhạn đây ạ. Đó, hoa rất là trắng, đẹp, nở tháng 4. Bên đây là hoàng phi hạc này. Hàng mới về, 150.000 đồng một cân, hàng đẹp. Dáng hương sóc Lào, hàng sóc xếp này, 140.000 đồng một cân sóc Lào. Hoàng thảo vẩy rồng, hàng thanh lý nhá. Hàng thanh lý này em bán là 100.000 đồng một cân. Nói chung là nó khá là nhỏ và nó hơi ít lá, 100.000 đồng một cân. Hạc vĩ vắc. Đấy, vừa về một lô hạc vĩ, hôm nay thân nó khá là mập. Bây giờ hạc vĩ đã xuống lá, hầu hết là xuống lá hết rồi. 180.000 đồng một cân hạc vĩ. Đó, hạc vĩ 180.000 đồng một cân. Hương vani có tầm khoảng 1 cân thôi ạ, 250.000 đồng một cân. Mà thôi còn một ít em bán là 220.000 một cân nhá, hương vani. Hoàng thảo đùi gà dẹt ạ, hôm nay về có một chút thôi và hàng cũng còn lá này, 200.000 đồng một cân. Em còn ít cái hoàng thảo vôi để làm giống này. Vôi em bán là 23.000 đồng một lạng, 230.000 một cân. Hoàng nhạn tháng 4 ạ. Đó. 450.000 đồng một cân, 45.000 đồng một lạng, cây vừa đấy ạ. Tiếp theo là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch thân rất là mập và đẹp. 180.000 đồng một cân, ngọc thạch ba màu. Kiếm hồng hoàng ạ. 150.000 đồng một cân kiếm hồng hoàng. Tiếp theo là trồn tím hay là cáo đỏ. Hàng này thì cây của nó vừa vừa thôi ạ. Em sẽ nhặt cho các bác những cây vừa vừa đấy nhá. 28.000 đồng một lạng, 280 một cân. Hoàng lạp 130.000 đồng một cân. Kiều vàng, hàng rất là đẹp. 180.000 đồng một cân kiều vàng. Quế tím lá xếp 150.000 một cân. Địa lan caran vừa về một lô mới này, có hoa xanh cốm này. 130.000 đồng một cân địa lan caran. Em có một lô này là lô hàng thanh lý của Kiều Vuông này. 180.000 đồng một cân, hàng ít lá nhá, 180 một cân. Hoàng thảo môi tua tươi mới 150.000 đồng một cân. Em còn một ít cái trinh bạch này, thanh lý này, 100.000 đồng một cân trinh bạch. Long tu xuân hàng xuống lá nhá. 230.000 đồng một cân. Em có cả cái loại chip chip ngắn ngắn bên đây này. Em bán là 200.000, loại ngắn xíu này thì em bán là 200. Đây loại ngắn nhỏ nhỏ này. Còn loại dài hơn thì là 230.000, hàng xuống lá rồi ạ. Còn đây là kim điệp xuân. 130.000 đồng một cân, kim điệp xuân. Em có một chút cái bạch ngọc đuôi công này, toàn hàng dề thôi. Nói chung là dân người ta có hầu như là cái gốc của nó cũng hơi nặng một chút, tại vì hàng này như kiểu hàng nguyên bản đấy ạ. Em bán 320.000 đồng một cân. Loại này thì bông rất là to.
Hoàng thảo ý ngọc 200.000 đồng một cân. Mà thôi 180.000 đi, hôm nay em giảm giá 180.000 một cân hoàng thảo ý ngọc. Hoàng thảo u lồi hàng đã thắt ngọn hết rồi. Đó, còn đang lên mầm cơ. Hàng này em bán là 250.000 đồng một cân nhé. Hoàng thảo u lồi, hoa rất là đẹp, nở Tết. Và đây là phi điệp vàng ạ, hàng đã xuống lá. Đây, hàng này là hàng hôm vừa rồi em bảo nhân viên là nhặt hết lá vàng đi. Đây, những cái lá vàng này vặt hết đi để nó giữ cho cây nó đỡ bị mất nước ấy. Đấy, có cả hàng lùn lùn rất là đẹp, có cả hàng dài 150.000 đồng một cân. Và tiếp cuối cùng đó chính là đơn cam, một trong những cái dòng hàng hot đó. Hàng ít có, đó, đơn cam ạ. Loại này thì riêng bản chất tầm này thì cây của nó không cao nhé. Mầm này nó có những mầm rất là nhỏ, nhỏ xíu thôi. Nó đã đủ tuổi để cho hoa. Em bán là 6 một phần này. Một phần là 70.000 đồng một phần. Được một giò đơn cam, có cả mầm ngắn và mầm dài. Còn bác nào lấy cả một cân thì em sẽ tính là 650.000 đồng một cân đơn cam. Giá bình thường nó còn 800.000 một cân chứ dòng đơn cam này. Nói chung cả mầm dài cả mầm ngắn em sẽ nhặt cân đối cho bác nhé. Đấy, hoàng thảo đơn cam vừa mới về, top một trong những dòng hoa rất là hiếm. Và trên đây những cái mặt hàng nhà em có, tối nay sẽ về thêm những rất là nhiều những mặt hàng kg mới thì em sẽ update sau ạ. Xin chào và gặp lại tất cả các bác.